nhà phân phối, mình muốn lên executive thì mình cần có 6 nhược điểm, tức là từ nhà phân phối muốn trở thành cấp executive mình cần có đủ 6 nhược điểm trong 6 tháng. À, thì bây giờ 6 nhược điểm trong 6 tháng có nghĩa là giống như mình tháng thứ nhất, tháng thứ nhì, tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm. Phải bắt đầu bằng 1.000 điểm trở lên. Tháng thứ nhất mình phải bắt đầu là 1.000 điểm. Mình có thể là làm mỗi tháng 1.000 điểm. Và các anh chị nên nhớ đó, trong 1.000 điểm này đó cần phải có 100 điểm cá nhân. Trong 1.000 điểm này cần có 100 cá nhân. Mỗi tháng đó, trong 1.000 này anh chị nên nhớ nha, có 100 điểm cá nhân, tức là thí dụ như bây giờ mình có 900 điểm từ những người mình mang vào và 100 điểm cá nhân của mình, thì nó cộng lại điểm nhóm cũng là 1.000 điểm. Và trong 6 tháng liên tục đó mình phải cần liên tục là mỗi tháng là 1.000 hoặc là hơn. Thí dụ như tháng đầu tiên mình có thể là 1.000 và tháng thứ nhì mình làm 5.000 thì mình cũng đủ tiêu chuẩn để mình lên. Có thể mình làm tháng đầu tiên là 6.000 thì mình cũng là lên luôn, thì mình ra executive. Tháng này 6.000, tháng đầu tiên mình có thể ra ngay trong tháng đầu tiên. Hoặc là thí dụ như trường hợp thí dụ tháng đầu tiên nếu mà mình làm 5.500 tới đây mình ngưng, thì tháng thứ nhì mình phải làm 1.000. Tức là lúc nào trong bất cứ giai đoạn nào đó, cái số điểm đó phải là tối thiểu là 1.000 hoặc hơn, không được dưới 1.000. Thành ra khi mình bắt đầu cái tháng nào mình nghĩ mình bắt đầu 1.000 điểm ấy, khi mà mình nghĩ mình bắt đầu bằng 1.000 điểm thì mình cần phải nộp một cái đơn, nó kêu là cái loi. Cái đơn đó nó giống như vậy. Đây là cái tờ đơn, đơn đề nghị phát triển danh hiệu LOI ha. Thì các anh chị lấy cái tờ đơn này, khi mà các anh chị mua cái trong cái bộ tài liệu của Nu Skin á, thì trong đó có, họ đưa luôn cái đơn này. Thì bất cứ một cái tháng nào các anh chị cảm thấy là mình bắt đầu mình trên con đường của mình để mình trở thành người executive, cái tháng đầu tiên thì mình phải điền cái này, điền mã số nhà phân phối, tên nhà phân phối, và mình ký tên trong đây ngày tháng năm, và mình phải nộp cho công ty vào cái ít nhất là trước cuối tháng một ngày, ít nhất là, tại vì nếu không á, nếu mà cái tờ này nó rất là quan trọng mấy anh chị nha, rất rất là quan trọng. Nếu thí dụ giống như bây giờ đó, các anh chị tháng này các anh chị làm 1.000 điểm, mà nếu các anh chị không có nộp cái này vào cho công ty để mình trở thành loi đó, thì mình sẽ không có được tính cái này, tháng sau mình phải làm lại. Rất là quan trọng cái tờ này. Các anh chị nên nhớ, bất cứ lúc nào các anh chị muốn phát triển cái danh hiệu của mình thì mình phải điền cái tờ này, đừng có đợi tới cuối tháng điền. Mình cứ điền đầu tháng đi. Thí dụ bây giờ bắt đầu ngày mai là 1 tháng 9, thì các anh chị 1 tháng 9 các anh chị nghĩ là mình trong tháng này mình sẽ phấn đấu để mình bắt đầu mình đi lên á, thì các anh chị điền cái này nộp cho công ty trước. Và nếu lỡ may mà trong tháng 9 mấy anh chị không đủ 1.000 điểm thì tháng sau mấy anh chị nộp lại, không sao hết. Có còn hơn không, dư còn hơn thiếu. Nhớ nha, rất là quan trọng. Nếu mà trong cái tháng nào mình không đủ thì tháng sau mình nghĩ mình muốn làm lại thì mình nộp lại và mình làm lại từ đầu. Và có một trường hợp nữa các anh chị nên nhớ rất là quan trọng. Thí dụ các anh chị làm tháng thứ nhất 1.000, tháng thứ nhì 1.000, tháng thứ ba 1.000, tháng thứ tư 1.000. Nhưng mà nếu vì lý do gì tháng thứ năm các anh chị không làm đủ 1.000, thí dụ các anh chị chỉ làm tới 900 thôi thì các anh chị ngừng. Thì kể như là cái 900 này không có tính, tại vì dưới 1.000 rồi. Thành ra những cái công việc của anh chị bỏ ra trong những cái tháng này là kể như bỏ hết, bắt đầu lại từ đầu. Và tháng sau đó các anh chị phải bắt đầu lại bằng cách nộp cái loi và bắt đầu 1.000 điểm trở lại và đi tiếp tục lên 6.000. Thành ra nếu mà các anh chị phải suy nghĩ, nếu mà bây giờ đó mình đã bắt đầu thì mình phải đi nốt cái con đường của mình đi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Tại vì nếu bỏ cuộc nửa chừng thì mình phải bắt đầu lại từ đầu, nó cũng hơi là mệt mỏi. Thành ra các anh chị nên nhớ nha, cái tờ đơn đề nghị phát triển danh hiệu này nó rất là quan trọng.
Và quan trọng hơn nữa là các anh chị phải canh cái điểm của mình, đừng bao giờ trong cái lúc mà mình đi đó, nó có cái tháng nào nó bị hụt, như vậy là cái công của mình bỏ ra mình bị mất hết, mình phải trở lại từ đầu. Rồi nghĩ là mấy anh chị tới giai đoạn này thì mấy anh chị cũng hiểu là mình làm thế nào để mình lên cái cấp quản lý, tức là executive. Thì bây giờ mình sẽ cái bước kế tiếp, mình sẽ bước qua cái cách là những cái hoa hồng, những cái quyền lợi nào của một người quản lý, một người executive. Bây giờ có một cái điều rất là quan trọng, hồi nãy giờ mình nói về cái LOI, mình phải nộp cái LOI là cái đơn đề nghị phát triển danh hiệu để trên mình trên cái đường phát triển danh hiệu của mình lên executive. Thì có một cái điểm quan trọng, có nhiều anh chị vẫn có thiếu sót trong cái vấn đề này, và có nhiều người cuối tháng thì rất là bối rối. Thành ra muốn nói về cái LOI một chút xíu. Cái LOI tức là khi mà mình nạp cái này, tức là mình đề nghị phát triển danh hiệu, nó có một cái trường hợp như vậy. Thí dụ bây giờ trong cùng một tháng, thí dụ như bây giờ mình đang là tháng 9, thí dụ như tháng 9 mình có người A vô bảo trợ người B bảo trợ người C, phải không? Nếu mà người C mua 1.000 điểm thì như vậy đó, người B chỉ cần mua 100 điểm là có 1.100 điểm. Và người A chỉ cần 100 điểm cá nhân thì người A sẽ được là 1.200 điểm. Thì trong cái trường hợp này đó, nếu mà người C cũng nộp cái LOI, người B cũng nộp cái LOI, người A cũng nộp cái LOI, thì trường hợp gì sẽ xảy ra? Như vậy các anh chị thấy rõ ràng là ông B cũng được hưởng điểm của ông C và ông A cũng được hưởng điểm từ ông C, tức là mọi người được hưởng điểm từ cái người dưới của mình. Thì cái tháng 10 trường hợp gì sẽ xảy ra? Tháng 10 cũng là A, B và C. Thì bây giờ cả ba người đều là LOI, tức là họ đang ở trong cái tháng thứ nhì của họ. Thì bây giờ thí dụ ông C tiếp tục là 1.000 điểm, trong đó có 100 điểm cá nhân, phải không? Trong đó có 100 cá nhân. Nhưng mà ông B cũng nghĩ giống như là tháng đầu tiên có ông C làm rồi, bây giờ tôi không làm gì hết, tôi chỉ kiếm 100 điểm cá nhân thôi. Ông B cũng chỉ kiếm 100 điểm cá nhân. Và ông A cũng nghĩ giống như ông B, bây giờ có ông C làm rồi, giống như tháng rồi, bây giờ tôi chỉ làm 100 điểm cá nhân thôi để tôi được tiếp tục hưởng. Thì trong cái trường hợp này các anh chị biết cái chuyện gì sẽ xảy ra không? Ông B sẽ rớt, ông A sẽ rớt, chỉ có ông C tiếp tục đi qua tháng thứ ba là tháng 11. Là tại vì đó, khi mà trên cái bước đường ba người đang cùng phát triển danh hiệu đó thì không được hưởng điểm của nhau nữa. Bây giờ ông B muốn đạt được một cái điểm nào, ông B phải tìm từ một cái nhánh nào khác, tìm một người mới. Ông A cũng vậy, ông A cũng không có được từ ông B nữa, ông A cũng phải tìm. Giống như ông B, thí dụ ông B tìm ông D, ông A tìm ông F vậy đó. Từ một người khác tìm cái điểm khác, chứ không có được hưởng từ cái nhánh này nữa. Tại vì cả ba người cùng trên cái đường phát triển danh hiệu với nhau. Và có một cái chuyện nữa là nếu mà trong cái trường hợp đó, thí dụ giống như bây giờ tháng đầu tiên như vậy, nhưng mà ông C không nộp LOI, ông C không có nộp LOI. Ông B không nộp LOI. Thì qua tháng 10 đó chỉ có một mình ông A là LOI. Chỉ một mình ông A là LOI, phải không? Thì ông A sẽ được hưởng tiếp tục điểm từ ông B và ông C. Rồi, thành ra mấy anh chị nên chú ý điều này nha. Nếu mà một cái người dưới mình, người ta phát triển danh hiệu cùng một lúc với mình, mình chỉ được hưởng một tháng đầu tiên khi người ta là nhà phân phối, bắt đầu là một nhà phân phối, mà khi người ta đã là LOI rồi đó thì mình sẽ không được hưởng điểm từ người ta. Mình chỉ được cái tiền hoa hồng trực tiếp từ cái người trực tiếp với mình được tiền hoa hồng, nhưng mà mình không được cộng dồn điểm nữa, mình phải tìm điểm từ một cái nhánh khác để mình đi lên. Và có một cái trường hợp nữa, thành ra trong cái trường hợp này nữa, để sẵn nói cho mấy anh chị biết, thành ra trong cái trường hợp này, thí dụ như tháng đầu tiên ông C làm 6.000 điểm, thì trong cái trường hợp này ông B chỉ cần 100 cá nhân,
ông A 100 cá nhân và cả ba ông đều nộp cái loi. Thì như vậy tháng sau cả ba ông đều là ra executive. Cả ba ông A, ông B, ông C đều được ra executive, tức là cả hai ông này đều được hưởng cái điểm 6.000 cái ông này. Mỗi ông chỉ cần 100 điểm cá nhân thôi, cả ba người cùng ra executive, tức là ông A, ông B sẽ là từng thứ nhất executive của ông A, ông C sẽ là từng thứ nhất executive của ông B và là từng thứ nhì của ông A. Rồi, hy vọng tới đây là mấy anh chị cũng hiểu cái vấn đề này ha.